Hướng dẫn bài 2, bài 1 này ta xong rồi, ta gì? Ctrl F4 là đóng ghi lại nhá. Chúng ta quay lại ta đọc yêu cầu bài 2, bài 2 này là mình đổi file bài 1 thành bài 2. Thế là mình lại phải mở ra nhá. Mở ra xong ta đổi tên file, ghi file đĩa nhá, ấn F12. Ta tìm đến thư mục của mình, ta nó lưu luôn vào thư mục rồi, ta xóa phần mở rộng XLSX này. Xóa số 1 sửa thành số 2 nhá. Ghi file. Thế ta làm theo yêu cầu bài tập 2 trang 33 tài liệu thì ở đây ấy là tài liệu của mình bị đóng thành 3 cái file, thế là gì, nó không đúng trang. Nhá thì các em sửa này, các em gõ thành bài tập 2 này. Đấy thì ta thấy bài tập 2 nó ngay dưới này. Nha, chúng ta lại định dạng trang in giống như vừa nãy. Quay layout, quay setup. Là cái này ta sang qua thẻ sheet 22 nha nhá. Đây ta vào page layout này, page setup này. Nha, khổ giấy A4 rồi nhá. Là hướng giấy ngang này. Nha, lưu ý là hướng chiều ngang trang giấy. Đấy, đọc này là là của ta vẫn thế nhá, là vẫn là 3 này. 3 này, 2, 1. Nha, ta căn giữa theo phương ngang luôn. Ok. Ta còn cái nữa là header nhá. Đây, lại quên, tí quên header. Đúng không? Header này. Nha, thông tin tên file, ngày, tháng, thời gian. Tên file này. Ngày, tháng này. Thời gian là cái biểu tượng đồng hồ đấy nhá. Đấy, mỗi cái trên dòng. Đây, chúng ta thêm cái tên sinh viên, mã sinh viên cho thầy. Lưu ý là cái header này nha, tên sinh viên, mã sinh viên là không được phép bỏ qua. Nói lần này để cho nó thôi được rồi, tên file rồi. Ok. Ok, ta Ctrl P ta xem nhá. Được rồi, đấy. Rồi. Cái này xóa đi nhá, đọc này là dựa vào hai ký tự đầu của mã nhân viên tra trên bảng 2. Thế này cái chỗ phòng ban đây, tra bảng 2 đây, ta dùng hàm VLOOKUP nhá. Đấy. Bài tập 802 nhá, bạn nào mà nắm chưa chắc thì ghi lại nhá. Ở đây ấy, là ta có cái cột gì nhỉ, cột phòng ban nhá. Sheet này là sheet 2.2. Ta lại dùng hàm VLOOKUP và hàm LEFT nhá, lấy hai ký tự nhá. Tiếp tục này là hệ số lương. Hệ số lương ấy thì ta phải căn cứ vào ký tự cuối nha, nha, của cái mã nhân viên đây. Để ta lấy ký tự cuối là 1, 2 đến 6 này nha. Đấy, và học hàm. Học hàm đây. Như vậy là gì? Cái hệ số lương ta lại dùng hàm gì nhỉ? Ta lại dùng hàm mat kết hợp index nha. Đấy. Ghi lại nha, những loại hàm mat kết hợp index. Đấy. Bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, tạm ứng người ta dùng công thức nha. Thế bảo hiểm y tế thì tôi bằng gì nhỉ? Lấy luôn bằng hệ lương cơ bản này, ấn F4 này, đã sao cho công thức là thằng này không được phép thay đổi.
nhân với gì? Nhân với hệ số lương này, nhân với 1,5 này. Nha, ta copy công thức này sang bên kia, ta đỡ phải gõ lại nhá. Ctrl V luôn. Đấy, cái này là hệ bảo hiểm xã hội là 8% này. Cái này là 1,5% nhá. Đấy. Cái này là 1%. Ta sao chép công thức xuống. Nếu như mà thì các em làm này, tức là gì, các em vẫn được điểm tối đa. Đấy chứ, mặc dù những câu này chưa làm được. Đấy. Thế tạm ứng thì ta dùng hàm if nhá. Cột tạm ứng này. Dùng hàm if như sau. Nếu gì nhỉ? Lương cơ bản này nhân với gì? Nhân với hệ số lương này. Nhân với 30% này. Mà lớn hơn gì? Lớn hơn 4 triệu. Thì tạm ứng 4 triệu nhá. Còn lại em chép theo nhá, để ta ghi ra làm. Còn lại thì gì? Thì tạm ứng bằng. Bằng lương cơ bản nhân hệ số lương thôi. Đấy. Đúng chưa? Đấy, ta triển khai hàm if ra, viết hàm if đúng như thế, đúng không? Làm tròn đến hàng nghìn nhá, dùng hàm if và hàm rể, hàm round. Hàm round để làm tròn, đúng không? Xem còn tính công thức gì nữa không? Bảng thống kê lương theo phòng và học hàm. Nha, thì chúng ta dùng hàm SummyMed nha. Tức là nó có hai điều kiện. Một là phòng ban là theo cái hai cái chữ đầu. Và học hàm, đúng không? Như vậy là có hai điều kiện. Như vậy là ta phải dùng hàm SummyMed. Bảng thống kê này, lương theo phòng và học hàm, đấy, ta dùng hàm SummyMed. Rồi bây giờ ta sang tiếp cái yêu cầu kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu nha. Cái này các em làm trước cũng được nha. Thế bây giờ là ta đọc ở đâu? Ta đọc ở cái phần tự học 7. Tự học 7 thì ta sang cái file phần 3 này nha. Đấy, thế thì các em tìm từ khóa này, tôi về đầu nha. Đấy, ta đang ở tự học 7 rồi, ta về form này, ta gõ chữ tự học 7 nha. Các em thấy nó ra chỗ tự học 7 đây. Thế thì ở đây là sử dụng cái validation nha. Thế thì các em nếu chưa nắm được thì ta xem cái hướng dẫn này, đúng không? Thế bây giờ ấy, để làm này, tôi để kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu. Có nghĩa là gì? Khi tôi nhập dữ liệu vào mà nó không hợp lệ thì nó không được chấp nhận nhập, đúng không? Nó không cho phép nhập. Giống như kiểu ta tiêm phòng vaccine ấy, Việt Nam mình ấy, là khi mà chưa tiêm cho đối tượng dưới 18 tuổi, đúng không?
thì không thể nhập vào danh sách coi như là tiêm chủng quốc gia được, đúng chưa? Ở trạng thái đã tiêm được nha. Đấy. Thế để làm cái này nhá, là tao vào menu data này. Trong cái nhóm gì? Data tool này, data validation nha. Đấy, ta chọn ở đây ấy, rồi chúng ta chọn dạng list đúng không? Nhá, xong rồi gì? Các em gõ nguồn của nó là gì? Giáo sư này. Của tôi là dấu chấm phẩy là ngăn cách giữa các đối số, nếu của các em dấu phẩy các em phải gõ dấu phẩy nha, phó giáo sư. Đấy, tiến sĩ chấm phẩy, thạc sĩ. Các em lưu ý là đề người ta yêu cầu nào mình gõ đúng vậy, phải phân biệt chữ hoa chữ thường. Đấy, bây giờ nhá, nếu như đây mà tôi nhập này. Nhá, tôi nhập là gì? Tiến sĩ như này là nó không chấp nhận này, đấy phân biệt chữ hoa chữ thường, nhưng mà tôi nhập TS này là chấp nhận này. Đấy, tất cả đây nhá, ví dụ tôi nhập là gì? Thạc sĩ này. Nó không chấp nhận, đấy. Chữ S hoa này, đấy nó không chấp nhận, đúng chưa? Cái này của nó nguyên bản trước là giáo sư thì mình để nguyên nhá. Đấy, ta chọn. Đấy, hoặc là ta chọn thôi. Đây là ô này này, ta chọn này. Đấy, chỉ cho phép chọn trong các cái này. Nhá. Này, chọn cái phó giáo sư cho nó hoành tráng. Người Việt Nam mình nhiều tiến sĩ, giáo sư. Đấy, thấy chưa? Có mỗi ông thạc sĩ à? Rồi, cho ông này thạc sĩ đi. Thấy chưa nhỉ? Đây là toàn là những cái kiến thức mà chúng ta đã học rồi, nên chúng ta sẽ làm nha. Đây có một kiến thức này là mới này nha, ta tiếp tục này nha, là kiểm tra điều kiện nhập. Bài 22 này, kiểm tra tính hợp lệ dữ liệu nhập thì ta dùng cái gì? Dùng dạng list nha. Hợp lệ của dữ liệu nhập ấy thì là ta dùng cái dạng gì nhỉ? Dạng list nha. Đúng chưa? Data validation đúng không? Dạng list rồi. Tiếp tục này, định dạng phân cách hàng ngàn, cái này mình làm rồi đúng không? Cái cột tạm ứng cái này ta chọn này, phải chuẩn này, format cell này, chưa làm được mình vẫn có thể đạt được nhá. Đấy, ta lưu ý vậy. Đấy, tôi để dấu cách cho này, Việt Nam đồng ở trong dấu nháy kép nhá. À, bây giờ tôi có gõ bao nhiêu đây? Đấy, nó có này. Đấy, được chưa? Cái này của mình nó có gì sai sai rồi? Có sao chữ lại nhảy này nhỉ? Đấy, chữ nhảy này là do mình chưa để đúng phông chữ Times New Roman nha. Ta chọn phông chữ Times New Roman. Cỡ 12. Đấy, nó ra đúng cho phông chữ là nó ra chữ D nó to lên. Được chưa? Sắp xếp ta làm rồi. Thiết lập cột ABC này. Nha, cột ABC thì mình phải chọn cột gì? Cột D nhá. View. Free panel. Được chưa? Đấy, nhưng mà dòng là không cố định. Comment ba ô bất kỳ. Đây, chúng ta ví dụ như đây tôi để đây là comment này, review này, new comment này nha. Các em nhập dữ liệu bất kỳ nha, không cần thiết về nội dung chính xác.
Bây giờ tôi di chuyển đến comment trước thì tôi làm nào. Tôi nhìn nhá, đấy, di chuyển đến comment trước, di chuyển đến comment sau. Và ta có thể ta xóa comment đây nhá. Đấy, delete để xóa comment. Căn chỉnh dữ liệu vừa độ rộng bảng tính, đúng không? Thì ta Ctrl P lên. Đây ta thấy nhìn cái nét đứt đây này là chưa vừa này, cái chỗ nhân viên đây nhá, ta thu nhỏ lại. Được chưa? Phòng ban đây ta thu nhỏ lại chốt. Giả sử tôi lấy phòng ban là phòng chiến lược là dài nhất, đúng không? CL là chiến lược đây. Đấy, tôi căn chỉnh cho nó vừa độ rộng. Được chưa? Đấy, bảo hiểm này, học hàm này ta xuống hai dòng được. Nha, đấy, như vậy là ta xong cái phần để đấy, căn chỉnh dữ liệu vừa độ rộng bảng tính. Em có thể để ta nhìn cái lề này đây, nó hở chút được rồi. Nhưng mà nó vẫn gọi là vừa độ rộng bảng tính. Vừa độ rộng bảng tính, khái niệm của nó là cái đường nó đứt này này, nó trùng với biên bên phải của cột cuối cùng nha. Định dạng có điều kiện thì cái này là đơn giản rồi, ta không phải dùng hàm, ta chỉ việc lấy cái cột tạm ứng lớn hơn 2 triệu thôi nha. Sau đó thì nhỉ, ghi file đóng file. Bây giờ các em tự làm bài này nhá. Bài này chúng ta sẽ làm trong 35 phút nhá. Ta làm đến 9:20 nhá. Thầy sẽ gửi cái file thầy vừa tổng hợp các hàm và các cái cho em làm.